làng nghề đình chùa Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Mời quý vị anh chị và các bạn đến tham quan vui chơi và mua sắm. Trân trọng kính mời quý vị anh chị và các bạn cùng toàn thể nhân dân đến tham quan vui chơi mua sắm tại tuần lễ văn hóa thương mại du lịch làng nghề Lệ Mật năm 2022. Thời gian từ ngày 18 tháng 4 đến hết ngày 28 tháng 4 tại cụm di tích của làng nghề đình chùa Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên, với hàng ngàn tác phẩm tiêu biểu nghệ thuật như đồ đồng, đồ đá, đồ gỗ mỹ nghệ, cây cảnh cây bonsai, tâm trung đậm đài, cùng hàng ngàn mặt hàng đa dạng thương mại chất lượng cao, ẩm thực phong phú nhưng luôn giữ gìn nguyên bản chất truyền thống giá trị hàng Việt, do những bàn tay ý tưởng khéo léo của các nghệ nhân trên cả nước sáng tác, làm hài lòng quý khách hàng đến tham quan và mua sắm. Tuần lễ văn hóa thương mại du lịch làng nghề Lệ Mật năm 2022 diễn ra từ ngày 18 tháng 4 toàn mấy cái thằng nhà vườn chém các bộ chém đi hàng ngàn vài đài đua nổ đi nổ nhiều anh em. Mai Chú Thủy. À, Mai Chú Thủy. Và dạng kia dạng cây cảnh cảnh cổ ấy. Hôm nay là bên này hôm nay có hội chợ cây cảnh. À, nhiều cây quá anh em ạ. Ô tô tiếp đỗ ầm ầm về, thấy không? Ở thủ đô là có một cái hay là ở các tỉnh người ta cứ mang cây về anh em ạ, kể cả miền Trung, miền Nam. Thành ra là nhiều lựa chọn. Thấy chỗ nào hay cứ dừng lại nha em nhá. Đội hình đang cân ba đi ngắm cây. Cây miền Nam ra nhiều nhỉ. Miền Nam họ chở ra cây nhiều. Cây này là họ ngắm đây là bonsai nhỉ. Ờ. Thì người ta cứ để thế. Có mấy người hiểu đâu, hiểu sâu đâu. Ôi, không có mấy này ôi. Nhiều không? Là cái này là cái gì đây? Đây toàn siêu to khổng lồ. Cái tùng huyền này xem nghe. Con tùng hay này. Để hỏi con tùng nhá. Anh đã xem mấy cặp chỗ ống, ba cái chỗ ống mới ở nhà to anh. To đấy. Xem nhá. Đấy, để ở đây. Hỏi anh ý xem nào. Anh tùng huyền ơi. Cái con là hán này thì bao nhiêu em? 40 triệu á? Úi dồi. Căng đấy à? Đúng giá thì bao nhiêu? Cái này của hàng của anh. Của hàng của anh nào? Của anh em bị ổng đây rồi. Thế à? Bây giờ anh lấy thì 40 triệu. Thế nhưng con kia thì giá như nào? Thì để ngắm một loạt nhá. Bằng giá nhau à? Thế có đi một vòng quay lại. Ok. 40 triệu à? Mấy con này cũng huyền đấy à? Uốn như này để dây trong để nuốt dây luôn rồi đấy. Là nuốt luôn rồi à? Phủ nuốt hết luôn. Lấy xe đi. Định mua về làm phô và 40 triệu căng quá anh em ạ. Mất mẹ 4 tháng lương rồi đâu. Si bút hồng đây nhưng mà nó nát bét đi chơi gì con đấy mà nó đục nham đục nhở đi chơi đó. Ta bảo những cái hàng này tao gọi là hàng ruộng, hàng bãi. Dạ. Cây nó nhăn nhở nó bét khai thác hàng bãi đây. Trong này nhiều như lợn con. Trong cái bào em là bán những cái đồ như này, đồ ruộng này. Nhưng mà người nào cũng biết là người ta không hiểu đâu. Nhưng mà người chơi sâu như mình thì mình biết, nhưng mà người mới thì không biết.
xanh xi về nhiều lắm anh em ạ. Nhưng mà thấy không, cái bộ tay cảnh nó làm cái lòng lợn ấy, nó uốn nó lòng hoàng giao lưu đã, giao lưu ôi lúc nãy ở đây tao gặp một con mà là con một con đục nát bét bét mà 45 triệu, một con 500 triệu bắt tay rồi bãi đài. Tường Vi à? Ừ, Tường Vi. Như con này thân nó đuỗn mà không chơi được. Thế là gì ạ? Con này thân nó đuỗn mà. Con lại đi. Thế là từ đây đi. Đi từ từ, ô tô này nó đi ngu lắm. Đấy, con này. Biệt thự với cả những người ta chưa biết thì sẽ bán. Giá nó cứ hồ loạn lên cả lên. Chưa cái mô này mới là đuối sờ vào là căng ăn đủ. Cái loại này không được chơi được. Đây cây này có hàng chợ. Loại này là nuôi công nghiệp. Ho hay là nuôi công nghiệp. Rồi con mai chú thủy kìa, con mai chú thủy kìa chặn mắt, con này chụp chụp kìa, con có bò bám tặng, sọc này, mình lấy phôi thôi, dạ, bóng vừa tập, con to lắm, đây này, một cái hàng như này, chỉ gọi là hàng chợ, ông nào không biết thì mua. Cây đấy là hai bán được khoảng triệu bưởi ấy. Vườn nào tôi phùng mắt chặt do thủy cái bắt cái nước ấy. Tám cùng không nói như củ sắn. Nhưng những cái hàng công nghiệp này không được đâu nhá. Nếu bọn ông nào mà mua ra bỏ số tiền nhiều lắm. Bởi vì kiểu gì nó to mà. Thấy nó to các bạn này có đi nhăn cái bố thấy hốt là bóng tám. Sung à? Sung. Không này không chơi được. Không. Còn sóng quẩy. Thế mà không biết trong cái chơi này có chơi chậm á. Này còn sóng quẩy thôi, không chơi được. Ăn cái thằng. Đẹp thì xấu. Đấy là hàng đấy là hàng nai. Không phải hàng nai với cả hàng đấy là hàng lỗi. Vỡ bụng xuất sẹo là nó cứ cắm vào đấy phải không? Nhìn cái tưởng là lâu. Ông nào nhìn thấy tưởng là ôi hàng này lâu lắm nó lắm rồi. Thật ra mỗi đồng nai đấy nó mới ra được có năm ngoái mà. Kiểu xảo tí. Cần thăng này, ôi gốc cần thăng này, gốc cần thăng này to phải gấp mấy lần người bà hoa, đúng không? Họ bán ở đây đến tận ngày lễ mà bà hoa, bán đến hết lễ mới về. Kiểu ngày lễ người ta đi ngắm cây nhiều ấy. Ô, ngồi ở đây mất tiền đấy chứ bà, mua nốt đấy. Ở đây phải mua nốt, đăng ký thứ đấy, không đơn giản đâu. Thử xem con này nào. Nó là ngâu à? Nó là ngâu. Ngâu. Ôi con này bị này. Không, thân nó bị tuột da. Đấy, nhìn cái chỗ không là nó bị tuột da. Không phải là bệnh mà sức khỏe chăm sóc là kém. Đi động sang bên này đi. Ai? Lúc em mua thùng ở đây này. Dọc bên này á, em đi thử em. Ít cây lắm, bên này này, bên tay phải này, còn có cây này. Ở bên này còn có cây, bên đấy là ít cây.
con nào? Đâu? Đây á? Mùi quế. Ừ. Mùi quế lá nhỏ. Hả? Ở lúa. Thì mà có bọn ngựa cả. Là làm cái gì như có bọn ngựa đấy. Bây giờ nó vẫn đau mày đưa tay đây. Ông lại bảo ngày xưa bây giờ nó vẫn đau mà. Bỏ ngựa cái nhá. Bỏ ngựa cái, bỏ ngựa một chú quan hệ xong rồi ăn được luôn. Nó quan hệ xong rồi ăn được luôn. Ngày xưa chơi bỏ ngựa cho xấu suốt mà. Đây là dạng xí bút hồng, xí đá. Các bạn này lá lắm đẹp. Xi phải xi bút hồng thôi, xi bút đỏ cái của chú nước đấy. Còn màu hồng chặt cả. Lá nát đấy. Không ạ. À. Nó phá, ông nhìn qua nó bôi cái màu không nghe tưởng. Mày nhìn cái ông vừa rồi là nghệ nhân đấy. Này đưa cái cảnh bây giờ là cái đi làm đại sư là hải ra bây giờ phải đi làm rồi. Đi là thôi đây hết các mẹ thôi. Đấy. Chỗ này còn nhiều mini tí ấy. Vào ngắm. Hãy bằng ngắm tí nhá. Bà hoa chắc là chơi chậu này là đẹp này, bà hoa này. À, này xinh xinh bà hoa thích xinh xinh. Con này được này. Cái củ ấy được đấy. Trắng vàng. Mỗi một cây à? Con này thì như thế nào em? Hả? Ôi dồi, 4 triệu á? Sao đắt thế? Mẫu đơn anh nuôi lắm, đó mấy năm trả được cây ăn. Thì ai chẳng nuôi mấy cái người. Ai chẳng nuôi mấy năm mà đắt quá. Cái này thế 4 triệu cả. Cái này giả lại chậu 2 triệu được không em? Mấy cây không nữa. Đấy có xa thì 2 cây thì không được. Ừ. Nó còn có xăm cho không linh nữa. Ừ. Cái đấy thì đẹp thế. Cái con này nó là lá gì hả em? Lá lớn rồi. Cái như cái này thì bao nhiêu? Cái đó 35 triệu. Ủa? Giá to. 35 triệu á? Nãy chú chỉ giá to mà là 35 củ. Ui, thế mà giá nhỏ mà. Đấy. Nhân đôi. Nhân đôi à, đúng bình phim. Ok, đã hiểu. 35 triệu. Giá to mà 35 triệu. Đó là gia đình. Ờ, dòng da đen nó quý đúng không em? Dạ. Gia đình cứ gọt xong. Thì như cái kim quýt này thì bao nhiêu? À. Nhưng mà chết rồi, lương mình đợt này chắc bị giảm. Lương mình đợt này có 7 8 triệu. Gọi điện lên ứng nửa năm lương. Anh cảm ơn nhá. Chết rồi. Tôi suýt đã rớt tim rồi chết cha. Thế mình đi làm nhà nước cuối cùng tính ra không bằng bán cây à? Một cây mất 15 nguyên rồi. Một cây bằng bàn tay à. À đây, cái kiểu thuyền rồng anh Sĩ thích thuyền rồng này lắm. Đang để nguyên cái thuyền rồng ở nhà để không. Trước ông ấy mua một tác phẩm thuyền rồng ấy. Ờ, gỗ sáo đen. Càng quá rồi ạ. Đây rất nhiều mai. À. Thì mình cũng đang muốn tìm một cây mai chiếu thủy đấy. Vừa mới tìm được một cặp nữa. Từ ngày xưa anh để cái cây kia đi xong rồi bây giờ hết mai rồi. Muốn tìm một cây mai chiếu thủy chơi đấy chứ không phải đùa đâu. Khó vãi. Anh ơi, cái cây này thì có bao tiền hả anh? 50 triệu. 50 triệu ạ. Bây giờ mình bán, bây giờ mình đi mua lại, mua kiểu gì bây giờ? Ôi, mấy cái cây ngoài chợ mà để ngoài vỉa mà nó bán toàn mấy chục triệu nhỉ? Cổng lang nè, cổng lang nè. Vãi. Cổng lang này 10 triệu. Cây ở nhà mình nuôi cả chục năm giờ mình bán cũng được vài xịt, các ông ngoài chợ mà.
ảo á, ảo á. Thật, đi triển lãm xong về không muốn bán cây nữa bà Hoa. Đâu đây có phải triển lãm đâu, đây là cái hội chợ thương mại ấy. À, gọi triển lãm người ta mắng cho. À, ôi khi ra triển lãm thì chắc không dám hỏi ấy nhỉ. À, đây là gian, này gian hàng chợ mà. Qua dịp lễ này thì và đây này người ta ghi hẳn nhà vườn đây này. Giới thiệu là vườn người ta ở đâu ở kia. Ờ. Số điện thoại. Đấy, cây xanh chi người ta có đục đẽo thế tạo hình người ta bán. Đây mới trồng ấy chứ. Toàn mới trồng. Đúng rồi, chuyển bỏ ra. Đây, Tuấn Anh bảo hỏi ra này đi. Không. Đây. Và họ toàn đi dây thôi, họ không cắt giật thì mình đâu. Thôi Tuấn Anh mày vào hỏi cho tao mấy em kia hai con ở ngoài cùng ở trên này. Hai cây mai cái thịt ngoài cùng. Nâu 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 đấy. Đứng xa xa cho nó hỏi. Ra miền Nam người ta hay làm theo lối bài như này, cây nó cứ xòe xòe ra nhá. Xòe thế tán tán thế xong thôi. Xong đó. Có cái quấn này, quấn này. Nó toàn nó uốn hết, dùng dây. Dây là nguyên này này. Dây là mình phải sửa nguyên, không đã tháo dây giống như vừa anh tháo hai cây mai ấy nhỉ. Chết mẹ. Mua cây được lãi cần dây. Thì bắt đầu để lên tự nhiên bắt đầu mới ấy chứ mình không nó cứ ở cái tay rồi họ cứ uốn đấy thôi họ họ như cây khổ thân cái cây nhỉ đấy họ họ đến tuổi đấy họ đến tuổi rồi mà họ bỏ lắm hả uốn xong nó cứ đến năm tiền thôi xong bây giờ cho người ta muốn cái cây riêng như là ta bẻ theo cái cây ấy thì cũng uốn khổ nhỉ đấy cái... cây này tuần lễ văn hóa thương mại du lịch là gì nữa? À, tuần lễ văn hóa thương mại du lịch 400 bốn một trăm hay 400 em 400, 400, 350. À, đây ạ. Ừ, tôi đây bạn. Tôi về chủ Đức đi. Chủ Đức đi.